Rẻ các bạn ơi. Con rẻ này rẻ bông các bạn. Để coi nó chắc không. Mình các bạn ơi, ghẻ này cũng cũng chắc luôn cả, cũng không chắc gì mấy. Mời các bạn nha, cho mua mua ớt các bạn ơi. Để không chắc thì mấy các bạn. Có gạch mà không chắc. Vẫn gạch gạch lớn gạch nhỏ gì không kìa mà. Nhiều khi con gạch nhỏ ngon con gạch lớn các bạn, nó chắc á. Còn gạch lớn á, nó không chắc con ăn thương không các bạn ơi. Con gái nhỏ này chắc là ngon. Trên mua ghẹ quan trọng là con ghẹ nó chắc hay không thôi, chứ đừng nó lớn hay nhỏ các bạn, không có lớn nhỏ gì hết á. Ghẻ mà nó không chắc rồi thương không à, không được gì đâu. Ăn nó giống như là mấy ông chắc ăn giống như ăn dăm bào các bạn. Là ăn dăm bào vậy á. Mấy con ghẻ nhỏ này chắc không? Ghẻ nhỏ nè các bạn, nó cũng được thôi các bạn ơi, chứ nó cũng chưa chắc thôi các bạn. Ăn ăn được được thôi chứ không có ngon, tại nó không chắc á. Thịt thì cũng được, lúc lúc mình mua các bạn có cái mùa hả, nó chắc lắm các bạn ơi, nó cứng ngắc à. Ăn đỡ thôi. Hãy
ghẻ mà không chắc ăn ngon lành như các bạn ơi. Chọc à. Cho lại thì nó không 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 chắc bằng hôm trước mình mua con ghẻ, hôm trước mua chắc không còn. Cái này được thôi. Nhưng mà được được đã ăn không ngon rồi. Nhưng mà nó xương chóc không các bạn. Ăn chơi không ngon các bạn. Nghe ta nói là nghe ta nói cái tán này các bạn, cái tán này là gần như là nó không chắc đâu các bạn, tại nó có chân đó các bạn. Nghe ta nói vậy. Nó có mùa kiểu tối các bạn, nó chắc. Nhưng mà mình không để ý các bạn ơi. Ăn không để ý cái ngày tháng. Có lúc mình mua nên nó chắc, nhưng mà có lúc mình mua nên nó không chắc. Đây là con này là được nè các bạn. Đó, thịt cơm cũng được. Nhưng mà cũng ngon các bạn ơi. Không không ngon. Tôi chia sẻ các bạn chút thôi nha. Chào các bạn nha.